Các bạn có thể thấy đây là chú chim cu rừng. Hôm nay nắng ấm mình cho ra để chơi tắm nắng. Đấy, cái chim này thì rất là thuần. Chúng có thể đấy, hoàn thấy không? Các bạn đến với trại chim của anh Vũ Văn Thao. Số điện thoại là 01 63 530 982.